năm 2011, có một chàng trai lúc đó vừa mới bước chân vào giảng đường đại học. Đứng trước một chặng đường tương lai rộng mở, chàng trai sẵn sàng đối đầu với tất cả mọi khó khăn thử thách. Nhưng mà chàng trai cũng không quên cầu nguyện: xin Chúa cho con một tình yêu. Và điều ngạc nhiên là trong một giấc mơ, Chúa cho chàng trai ấy gặp được một cái khuôn mặt rất là xinh đẹp. Cô bé ấy mang một chiếc áo dài màu hồng và đứng giữa một vườn hoa hướng dương. Và như thế thì chàng trai đó cứ giữ mãi cái hình ảnh đó trong đầu của mình. Và chàng trai đó bắt đầu hành trình đi tìm người trong mộng. Cảm ơn Chúa vì cuối cùng là anh cũng đã có thể tìm được người con gái mà anh muốn được đồng hành trong suốt cuộc đời này. Nhưng bạn sự luôn luôn khởi đầu nan. Đến ngày hôm nay thì em vẫn chưa tin được bí tích hôn nhân của mình là thật. Anh có biết là em đã cầu nguyện rất rất nhiều không? Em mới nhớ như in cái khoảnh khắc ngày hôm đó khi mà anh đứng sững nhìn em. Em biết anh thích em từ khúc đó luôn. Bằng cái sự kiên trì và cũng như là tình cảm chân thành mà con dành đến Giang thì rất là hạnh phúc vì cuối cùng Giang cũng đã chấp nhận con. Bốn năm trước, từ năm 2011 lần đầu tiên anh gặp em trong giấc mơ, đến năm 2015 lần đầu tiên anh gặp em ngoài đời. Và từ 2015 đến ngày hôm nay là 9 năm trời chúng ta gặp nhau, và 4 năm trời chúng ta gặp trong mộng, là 13 năm trời. Kính thưa quý vị, tình yêu đó vẫn chỉ một mà thôi. Em Maria Nguyễn Thị Hoài Giang, tôi nhận chiếc nhẫn này từ anh làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh dành cha và con. Anh Giuse Lê Công Tuấn, xin nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân dân cha và con và thánh thần. Giờ đây anh chị đã chính thức trở thành vợ thành chồng với nhau. Xin chúc mừng anh chị và tất cả mọi người chúng ta cùng gia đình hôm nay. Trong ngày đặc biệt này, tôi xin được có hai món quà nhỏ xin gửi đến hai anh chị. Xin mẹ và tất cả du xe sẽ gìn giữ cho tình yêu của hai anh chị mãi mãi. Em rất vui vì đã là nàng thơ của anh. Bây giờ được làm vợ của anh, em thấy anh thật là dễ thương, lúc nào cũng chăm lo cho em. Ba mẹ à, bây giờ con chính thức làm con gái ba mẹ rồi. Ba mẹ phải để cho con rửa chén nấu ăn phụ ba mẹ. Từ giờ trở đi hai tụi con được có tới hai ba mẹ yêu thương tụi con vô bờ bến. 1, 2, 3. Mong đợi rất là lâu rồi, và cả nhà cũng mong đợi rất là lâu, cho nên là hôm nay được đứng ở đây và chứng kiến của tất cả mọi người, cảm xúc thật là rất là xúc động. Em chúc cho anh Tuấn và chị Giang trăm năm hạnh phúc, luôn luôn yêu thương nhau, sức khỏe thật là nhiều,
và mong có tin vui sớm. Anh xin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc che chở em suốt cuộc đời này. Anh sẽ yêu em hơn cả bản thân mình và không có gì quan trọng hơn em. Anh sẽ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, hy sinh mọi thứ chỉ để em được bình an và hạnh phúc trong cuộc đời này. Em tạ ơn Chúa vì cuối cùng Chúa đã mở mắt cho em nhận ra tình yêu to lớn của anh. Yêu em. Em yêu anh rất nhiều.